Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch nước Lương Cường tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc để củng cố quyền lực. Ngày 19 tháng 11, AFI tiếng Việt đăng bài bình luận tại sao Lương Cường lại bất ngờ chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump của blogger Nam Việt. Theo đó, tác giả đề cập, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường mới đây bất ngờ lên tiếng gián tiếp chỉ trích nhiệm kỳ cầm quyền sắp tới của ông Donald Trump rằng bảo hộ chiến tranh thương mại chỉ dẫn đến suy thoái, nghèo đói. Và đây là hình bài trên AFA. Điều đáng nói là hệ thống truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin, thậm chí dẫn giải nội dung này cho ông Tân Thủ tướng khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ở Peru ngày 14 tháng 11. Trong khi đó, gần 1.000 cơ quan báo chí, truyền hình của nhà nước Việt Nam lại hoàn toàn im lặng về câu chuyện liên quan đến ông Lương Cường. Đó là vụ bê bối của ông Lại Đắc Tuấn trong chuyến công du Chile vừa rồi. Tác giả đặt ra câu hỏi vì sao ông Cường lại lên tiếng gây hấn với ông Donald Trump vào lúc này mà câu chuyện chiến tranh thương mại được nhìn thấy rõ là vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thậm chí, cuộc chiến đó là gây gắt, người hưởng lợi lại là Việt Nam. Dĩ nhiên, người dân trong nước khi nhìn vào những phát biểu của ông Cường tại iPad có thể thấy ông ta đang nói thay cho Bắc Kinh. Thậm chí, không khác nào đang thách thức Tổng thống Trump sắp tới khi ngồi vào tòa Bạch Ốc sẽ xét lại những thuận lợi của Việt Nam trong giao thương với Mỹ. Ví dụ như, chuyện đã Việt Nam hưởng lợi thẳng dư lên đến 103 tỷ đô la trong trao đổi thương mại với Mỹ. Và đây là hình Chủ tịch nước Lương Cường. Tác giả nhắc lại, Chủ tịch Lương Cường nhân lúc ông Tô Lâm đang công du Mỹ và châu Âu hồi tháng 9 năm 2024 đã bất thần chạy sang triều kiến Tập Cận Bình nhằm kiếm sự ủng hộ cho việc dành phần quyền lực cho phía quân đội. Cùng từ lúc Lương Cường lên nắm chức, lần đầu tiên trong quốc hội đã có lời phàn nàn, so sánh việc tại sao số tướng công an ở trong nước lại áp đảo so với tướng quân đội. Đây là lần đầu tiên những lời bàn và mâu thuẫn lâu nay giữa ngành công an và quân đội được nói công khai trước quốc hội. Trong câu chuyện ông Lại Đắc Tuấn ở Chile, theo tác giả Nam Việt, có nhiều nguồn tin cho biết rằng ông Tuấn chỉ là kẻ thế thân cho chủ cho một câu chuyện lớn hơn nữa mà có thể ông Lương Cường sẽ bị hạ bệ nếu không khéo thù xếp sớm, theo một nguồn tin không thể kiểm chứng được vụ ăn chơi ở khách sạn thuộc về một nhóm quan chức. Tuấn là người biết chuyện sau và Đinh Ninh là ở khách sạn này. Đường dây gái mại dâm là nói mật khẩu, mang nước lên. Và từ đó ông ta bị phản ứng bất ngờ do người đem nước chỉ là nhân viên phục vụ. Tuấn phải ra mặt chịu tội và cam kết với chủ là không được hé môi nửa lời cho cuộc ăn chơi đó. Nhưng với Tô Lâm, bao nhiêu đó đã là cơ hội vàng cho một kế hoạch lật đổ trong tương lai gần vì bởi mỗi chuyện ăn bò dắt vàng bị lộ video đã làm mất danh thế của ông ta suốt một chặng dài. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Vẫn theo tác giả, để lý giải về câu chuyện, ông lại đắc tuấn rùm ban cả thế giới, nhưng báo chí Việt Nam hoàn toàn im lặng bởi có lệnh từ cấp cao của chính phủ ra lệnh các báo không được đưa lại tin, cũng không được để lọt bất kỳ một bình luận nào trên báo. Chính Lương Cường cũng nhận ra những chân ghế của mình đang ngồi lung lai like bởi câu chuyện này tác giả cho biết, xác định tấm lòng trung thành đối với Bắc Kinh, chỗ dựa cuối cùng và quan trọng của Lương Cường trong những ngày tháng tới, vì Tân Chủ tịch được Trung Quốc yểm trợ, đã phải gồng mình lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump để chứng minh rằng mình vẫn là thành phần mà Bắc Kinh luôn có thể tin cậy được. Tác giả lưu ý, trong cuộc tấn công và đánh đập ngư dân ở Hoàng Sa mà Trung Quốc ngạo mạn nói rằng Việt Nam phải biết giáo dục lại công dân của mình, phía Chủ tịch nước Lương Cường cũng hoàn toàn im lặng và không có một thái độ gì phản đối Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ tịch nước Lương Cường tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc để củng cố quyền lực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Xuất hiện lá thư thông báo dừng khất thực của sư Thích Minh Tuệ. Ngày 17 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, sư Thích Minh Tuệ dừng khất thực lần hai vì an ninh trật tự. Theo đó, sau lần bị cưỡng bức dừng khất thực đầu tiên xảy ra vào tháng 6 năm 2024, sư Thích Minh Tuệ một lần nữa phải gián đoạn việc tu tập, lần này được cho là tự nguyện. AFA cho biết Thông tin sư thích minh tuệ dừng khất thực được báo Gia Lai Online, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản tỉnh Gia Lai, đăng tải ngày 17 tháng 11. Bài báo đính kèm lá thư viết tay cùng chữ ký được cho là của vị tu sĩ này, với nội dung thông báo việc dừng đi khất thực, lý do vì điều kiện an ninh trật tự, an toàn xã hội chính trị không được đảm bảo. Theo AFA, đây là lần thứ hai việc tu tập của sư Minh Tuệ bị gián đoạn, lần đầu xảy ra vào ngày 3 tháng 6. Và đây là hình bản tin trên AFA. Khi đó, truyền thông nhà nước kết hợp với ban tôn giáo chính phủ ra thông báo, ông Lê Anh Tú, tên trước khi xuất gia của sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dần hoạt động khất thực. Tuy nhiên, những người đi theo sư Minh Tuệ cho biết, họ bị công an bố ráp và cưỡng bức dừng khất thực khi đang nghỉ đêm trên địa phận Thừa Thiên Huế. AFI nhắc lại, nhà tu hành độc lập này sau đó biến mất trong một thời gian, làm dấy lên nhiều lo ngại về sự an nguy của ông Đài truyền hình Việt Nam sau đó công bố phóng sự phỏng vấn ông ở một địa điểm không được tiết lộ. Một thời gian sau xuất hiện thông tin, sư thích minh tuệ về tỉnh Gia Lai để tiếp tục tu tập. Nhiều người ủng hộ ông đã kéo đến để tìm gặp. Trước đó vẫn theo AFA, cũng chính tờ báo tuyên truyền này cho đăng tải một tờ đơn viết tay khác được cho là của sư minh tuệ với nội dung đòi xử lý những người đưa hình ảnh của ông lên mạng. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ tính chân thật của lá thư này. AFA ngày 14 tháng 11 dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyễn Thanh Huy ở Nha Trang nói rằng nội dung lá đơn đi ngược hoàn toàn với lòng từ bi của ông Minh Tuệ vì một người đã từng nói không muốn đọc chú Đại Bi vì sợ ảnh hưởng đến ma quỷ thì sao có thể yêu cầu xử lý con người được. Ông Huy nhắc lại việc sư Minh Tuệ từng nhiều lần nói ai muốn quay phim hay chụp hình đều được miễn là họ thấy vui và hạnh phúc. Và đây là hình sư thích Minh Tuệ. AFA cũng dẫn ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng lá đơn có thể là bước chuẩn bị để chính quyền cô lập sự minh tuệ về truyền thông và cách ly ông với đời sống. Ông viết trên Facebook cá nhân. Với Phật giáo, người tu hành không bao giờ chối bỏ đám đông tín ngưỡng được coi là duyên phước đối với mình, mà theo kiểu trong thư viết cho là phiền hạ như vậy. Đặc biệt đối với phái tu khất thực thì lại càng không do họ phải luôn tìm cách tiếp cận với tín hữu mỗi ngày như là một phần tu học cho đến mãn phận. Như vậy có thể nói, lá thư thông báo dừng khất thực của sư Thích Minh Tuệ cũng chưa được kiểm chứng. AFA cũng cho biết, công an và các cơ quan nhà nước khác đã nhiều lần đe dọa sẽ xử lý nghiêm những ai đưa tin sai lệch về sư Thích Minh Tuệ. Ít nhất 6 địa phương gồm An Giang, Đồng Tháp, Quảng Trị, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng đã thực hiện việc xử phạt người dân do bị cáo buộc đưa tin sai sự thật về sư thích minh tuệ. AFA cho biết thêm, hiện tượng Thích Minh Tuệ đã thu hút dư luận cả nước trong năm 2024. Vị tu sĩ Phật giáo độc lập được chú ý bởi lối tu hành theo 13 hạnh đầu đà, đòi hỏi người thực hành phải đi khất thực hàng ngày và ngoài đồ ăn ra thì từ chối mọi hình thức cúng dường khác. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức do nhà nước hậu thuẫn nhằm mục đích quản lý đạo Phật, đã nhiều lần tuyên bố sự thích minh tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình. Xuất hiện lá thư thông báo dừng khắc thực của sư thích minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.